cơ thể mất nước là tình trạng lượng nước nạp vào cơ thể ít hơn lượng nước thải ra. Mất cân bằng lượng nước làm phá vỡ sự cân bằng của các nồng độ muối, khoáng chất và lượng đường trong máu. Hãy cùng tìm hiểu những dấu hiệu mất nước của cơ thể để kịp thời bổ sung nước, phòng chống bệnh tật. 1. Khô miệng khô da Khi cơ thể bị thiếu nước, khoang miệng giảm tiết nước bọt dẫn tới tình trạng khô và có mùi hôi miệng. Cơ thể thiếu nước cũng khiến làn da của mọi người bị khô, thô ráp và không có sức sống. 2. Nhức đầu chóng mặt, ủ tai, hoa mắt cơ thể thiếu nước khiến não không được cung cấp đầy đủ nước để hoạt động. Điều này dễ gây nên tình trạng chóng mặt, nhức đầu, nhất là khi di chuyển. Hệ tuần hoàn não thiếu nước cũng khiến cơ thể bạn rơi vào tình trạng ủ tai, hoa mắt, mất tập trung. 3. Táo bón Cơ thể cần nước để chuyển hóa thức ăn trong ruột kết. Khi không nhận đủ nước, cơ thể sẽ tự bù nước bằng cách rút thêm chất lỏng ở phân, khiến nó cơ cứng gây táo bón. 5. Tiểu ít Giảm lượng nước tiểu, nước tiểu có màu sẫm và đặc, Tùy vào lượng nước được nạp vào cơ thể mà tần suất và lượng nước tiểu của mỗi người sẽ khác nhau. Nếu hàng ngày bạn chỉ đi tiểu từ 1 đến 2 lần hay thậm chí là không buồn tiểu trong thời gian dài là báo hiệu cơ thể bạn đang thiếu nước. 6. Đau khớp Sụn và đĩa đệm cột sống được tạo thành từ khoảng 80% nước nên nước cực kỳ cần thiết để giữ cho xương không bị nghiền nhau khi vận động. Khi cơ thể rơi vào trạng thái thiếu nước, khiến các khớp gặp khó trong việc chống chịu với những cú sốc khi chuyển động đột ngột như chạy hay nhảy. 7. Luôn thấy đói và thèm đồ ngọt khi cơ thể thiếu nước, nguồn năng lượng dự trữ sẽ gặp khó trong việc giải phóng, từ đó tạo nên cảm giác đói và luôn có cảm giác thèm đồ ngọt, loại thực phẩm cung cấp nhiều năng lượng. Hãy duy trì thói quen uống nước hàng ngày và bổ sung các loại thực phẩm nhiều nước để bảo vệ sức khỏe của chính bạn.